chào mọi người đã quay trở lại với series Gamefight 101 cùng với H&A Academy. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đi nhanh vào cách đăng ký cũng như là cách sử dụng ví MetaMask như thế nào nhé. Hiện tại thì ví MetaMask đang có hỗ trợ trên trình duyệt Chrome, Firefox, Opera và Brave cũng như là có hỗ trợ trên cả điện thoại iOS và Android. Đầu tiên, cách tạo ví MetaMask. Bước 1, truy cập vào website metamask.io. Bước 2, chọn Download, chọn Install MetaMask for Chrome, chọn thêm vào Chrome và Add Attention và đợi cho MetaMask sẽ được tự động cài vào Chrome. Bước 3, khi cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Bắt đầu, Get Started. Đây sẽ là nơi bạn sẽ được nhắc nhập một sys free hoặc là tạo một cái sys free mới. Chọn tạo ví ở ô bên trái và nhập ví nếu như bạn đã có sys free. Trường hợp bạn là newbie chưa có ví thì hãy thiết lập một ví mới thì hãy chọn vào tạo ví ở ô bên phải. Bước 4, đọc kỹ các điều khoản và chọn tôi đồng ý. Bước 5, tạo mật khẩu cho ví, nhập mật khẩu 2 lần và xác nhận. Bước 6, tiếp theo nó sẽ có một đoạn video giải thích về Secret Backup Phrase hay còn gọi là Sys Phrase. Cái này nó còn quan trọng hơn cả mật khẩu ở phía trên nữa, cho nên là mọi người hãy nhớ lưu lại Sys Phrase và bảo mật tuyệt đối, không được cho ai biết. Các bạn có thể ghi ra sổ riêng, viết vào giấy và bỏ vào tủ lạnh chẳng hạn. Bước 7, sau khi xem xong thì hãy chọn tiếp theo và nhấp vào biểu tượng khóa để hiển thị Sys Phrase của bạn. Bạn cần copy sao lưu nó cẩn thận như ở bước 6 mình đã đề cập. Sau đó chọn tiếp theo và chọn nhập lại thứ tự Sys Phrase đã lưu và bấm xác nhận. Bước 8, đồng ý và đi đến giao diện ví. Ở góc trình duyệt sẽ có phần gắn app lên trình duyệt cho nên các bạn có thể click vào biểu tượng để pin nó lên nhé. Phần 2, giới thiệu giao diện MetaMask. Ở giao diện ví của MetaMask, các bạn có thể thấy được rằng Account chính là địa chỉ ví MetaMask của bạn, 0ETH là hiển thị số dư, Buy là tính năng mua token, Send là tính năng gửi token đến ví khác, Swap là tính năng hoán đổi token, Assets là mục hiển thị tài sản và Activities là hoạt động lịch sử nạp rút của ví. Chỗ này sẽ có một mục các bạn cần lưu ý, đó là các bạn có thể tạo nhiều account và mỗi account sẽ có một cái Private Key riêng hay còn gọi là khóa bí mật. Trong trường hợp bạn bị mất ví, mất Sys Phrase nhưng mà bạn vẫn còn giữ được cái Private Key này thì bạn vẫn có thể tạo một cái ví mới và import account cũ vào bằng cách là nhập cái Private Key của account đó vào. Tiếp theo là cách thêm một mạng lưới khác vào ví MetaMask. Vì MetaMask là ví điện tử trên nền tảng Ethereum nên sau khi đăng nhập thì mạng lưới mặc định của ví MetaMask sẽ là Ethereum. Nếu như các bạn muốn kết nối với các mạng khác, ví dụ như là Binance Smart Chain, là BSC thì các bạn hãy thực hiện các bước sau. Bước 1, chọn vào một tài khoản ở góc bên phải, chọn Setting, chọn Network và Add Network. Hoặc bạn có thể nhấp vào ô Ethereum Mainnet và chọn Add Network. Bước 2, lần lượt điền các thông tin ở các ô bên dưới và các bạn có thể tìm các thông tin này bằng cách là search Google với từ khóa là cách thêm BSC vào MetaMask hoặc là các mạng mà các bạn muốn thêm vào và kéo xuống bên dưới tìm nhé. Bước 3, nhấn Save. Sau khi nhấn nút Save, tài khoản MetaMask của bạn sẽ tự động chuyển sang mạng lưới mà bạn vừa mới nhập vào là Binance Smart Chain và màn hình giao diện nó sẽ như thế này. Tiếp theo, cách chuyển coin và token vào ví MetaMask. Để nạp coin hoặc là token vào, các bạn chỉ cần click vào phần account như hình để copy địa chỉ ví và hãy gửi coin và token vào địa chỉ ví này nhé. Lưu ý là coin hoặc là token thuộc mạng lưới của blockchain nào thì gửi vào ví của blockchain đó nhé. Tiếp theo là cách thêm token hoặc là coin vào ví MetaMask. Sau khi bạn đã nạp coin hoặc là token thành công nhưng mà trên ví vẫn chưa hiển thị số dư của cái đồng coin hoặc là token đó thì các bạn cũng đừng lo vì các bạn sẽ cần phải thực hiện các bước sau đây để hiển thị được cái token hoặc là cái coin đó. Bước 1, tại giao diện chính của MetaMask, hãy chọn Import Tokens. Bước 2, tại đây các bạn sẽ cần điền địa chỉ hợp đồng của token vào ô Token Contract Address. Để có được địa chỉ chính xác nhất của một token bất kỳ thì các bạn có thể lên CoinMarketCap hoặc là CoinGecko để lấy nhé. Ở đây mình sẽ ví dụ là lấy địa chỉ của token CBT trên CoinMarketCap nha. Ngay chỗ contract này chính là cái địa chỉ của token bạn cần tìm và nhớ là copy đúng địa chỉ tương ứng với cái network mà bạn sẽ thêm vào nhé. Sau đó dán địa chỉ hợp đồng của token CBT vào ô Token Contract Address. Phần còn lại sẽ được tự động điền. Bước 3, nhấp vào Add Custom Tokens và chọn Import Token. Ngoài ra, bạn còn có thể add nhanh token vào MetaMask bằng cách là nhấp vào logo của MetaMask ngay tại đây trên CoinMarketCap.
Tiếp theo là cách chuyển coin hoặc là token từ ví MetaMask lên sàn hoặc là qua một cái ví khác. Bước 1, chọn token hoặc là coin bạn muốn chuyển, ví dụ ở đây là CBT nhé, và click vào nút Send. Bước 2, nhập địa chỉ ví trên sàn mà bạn muốn chuyển token đến. Bước 3, điền số lượng token bạn muốn chuyển đi và click vào Next. Bước 4, điều chỉnh mức phí phù hợp rồi bấm Confirm để gửi token. Thường thì mình sẽ để mức phí mà nó gợi ý luôn. Ok, vậy là bạn đã chuyển thành công coin hoặc là token từ ví MetaMask lên sàn hoặc là qua một cái ví khác rồi đó. Ok, và đó là tất tần tật về chiếc ví MetaMask. Hy vọng là các bạn đã có thể tạo cho mình một chiếc ví MetaMask và cùng tham gia vào GameFi nhé. Và nếu như tất cả các bạn còn có thắc mắc gì hay bất cứ câu hỏi nào thì hãy cứ comment ngay bên dưới, tụi mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của HNA nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.